Xin kính chào quý vị ha. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một chút về cái sự thật về vấn đề của Ukraine và Russia, Liên Xô. Quý vị có hiểu vì sao mà bọn Liên Xô nói là họ tham chiến về lực lượng đặc biệt đúng không, hoặc là cái hành động đặc biệt? Lý do bọn họ không nói là chiến tranh, công khai là chiến tranh đó, là tại vì nó liên quan tới cái chuyện bảo hiểm. Quý vị hiểu không? Thì có nghĩa sau khi mọi chuyện xảy ra, thì sau khi Liên Xô đã cai trị được cái đất nước Ukraine, thì có nghĩa là đất nước Liên Xô hoặc chính phủ Liên Xô có thể đòi cái tiền bảo hiểm từ cái bọn gọi là cái bọn Liên Hợp Quốc, đúng không? Hiểu không? Đó là lý do tại sao họ dùng cái từ là hành động đặc biệt, hiểu không? Thay vì chiến tranh, khi mà họ nói cái từ chiến tranh đó, thì có nghĩa họ không có đòi được cái tiền bảo hiểm, hiểu không? Tại vì nó là chiến tranh, hiểu không? Nhưng mà thật ra thì nó là chiến tranh, đúng không? Cái điều đó là đúng, là sự thật là như vậy. Chiến tranh có nghĩa là sao? Người ta xâm nhập một cách bạo lực thì cái đó là chiến tranh rồi, chứ còn gì nữa, đúng không? Nhưng mà theo cái ngôn ngữ của pháp lý á, của bọn phương Tây á, thì họ làm như vậy, đúng không? Ý ở đây tôi không muốn nói về cái chuyện chính trị, nhưng mà tôi muốn cho quý vị hiểu từ một cái khía cạnh thực tế, đúng không? Sự thật nó là như vậy, đúng không? Đó, thì về cái chuyện đó tôi chỉ muốn chia sẻ cái điều đó với quý vị, nên đừng có tham gia hoặc nghe lời những cái chuyện tào lao của bọn họ, biết không? Để bảo đảm quý vị, bọn họ đâu có biết con khỉ gì hết á, họ chỉ tưởng tượng là họ biết chuyện, nhưng mà thật ra họ không biết cái gì hết á. Nếu mà Liên Xô mà thực sự bạo lực á, là một chuyện khác, đúng không? Mà tuy nhiên, thêm một cái điều nữa tôi muốn chia sẻ với quý vị á. Và tiếp theo thì bọn họ sẽ có cái vấn đề, cái chuyện hoặc những cái thủ đoạn mới hoặc khác cho quý vị. Vì cái dịch tào lao của bọn họ thì nó đã hết có cái sự tác dụng rồi, đúng không? Vậy nên quý vị hãy chuẩn bị tâm lý trước đi nha. Và thì tất nhiên là quý vị không cần phải sợ, biết không? Thì như là cái lời tiên tri đã nói rồi, thì Giang He đã nói trước rồi, là những chuyện này phải xảy ra, đúng không? Phải xảy ra. Như tôi đã nói trước kia thì Giang He đang đả cá vỗ khay, đúng không? Câu cá, đặc biệt là những cái bọn Trung Quốc á, đúng không? Bọn họ cố gắng giấu cái lời tiên tri là trong cái tên của bọn họ thời xưa, nó cũng có ghi trong trong quyển sách kinh thánh mà. Tại vì bọn họ cố gắng họ giấu đi cái tên đó, vì tôi cũng có cái bằng chứng, bên nào tôi cho quý vị thấy. Tại vì bọn Tàu á, họ giỏi về cái vấn đề là họ giấu cái thông tin này nọ, biết không? Nhưng mà họ chỉ giấu được một thời gian thôi, thì không có giấu mãi được đâu, đúng không?
đó. Thì tôi có một chút tâm sự như vậy để muốn nhắc nhở quý vị, đúng không? Như tôi đã nói rồi đó, mình không cần phải sợ, vì chúng ta là những con cái của Giảng Hè, biết không? Thì chúng ta đặt niềm tin vào Giảng Hè, chúng ta tin tưởng vào Giảng Hè đó. Cho nên chúng ta đâu có sợ, đúng không? Miễn sao là chúng ta không tham gia với cái những cái tội lỗi của bọn họ là được rồi, đúng không? Vì cái luật lệ của Giảng Hè sẽ bảo vệ chúng ta, biết không? Và đó là lý do tại sao trước kia, sau khi ông Mô-sê cứu những con cái của Do Thái từ cái bọn Ai Cập ngày xưa, cái nô lệ của Ai Cập á, thì sau đó thì từ khi mà Chúa gửi ông Mô-sê tới cứu họ, thì sau cứu được họ thì Ngài đã nói với ông Mô-sê phải đưa cái lệnh, như là bọn họ nói bây giờ là 10 điều răn đó, nhưng mà thực ra nó là cái lệnh, hiểu không? Cái lệnh không? Cái lệnh có nghĩa là phải theo, phải làm, biết không? Phải nghe lời, phải vâng lời, biết không? Phải thực hiện, đúng không? Cho nên vì lý do này này, vì cái thời gian này này và sắp tới này, vì sao? Những ai mà không có theo những cái lệnh đó, biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Bạo lực, tàn sát lẫn nhau. Tại sao? Vì họ không có cái đạo lý đó, cái luật lệ, cái trình độ, cái tiêu chuẩn đó, đúng không? Chẳng lẽ quý vị nói là Chúa của chúng ta này nọ, làm gì có cái chuyện đó? Chúa của chúng ta có cái sự rất là hợp lý, Ngài đã cho cái điều đó lâu lắm rồi, là cũng vì cái chuyện sắp tới này, đang tới và sắp tới trong tương lai đó, nhé. Vậy nha, thì tôi xin gợi ý về cái điều đó, về cái chuyện đó, đúng không? Nên đừng có sợ. Như Giảng Hè đã từng hay nói trong sách Kinh Thánh, chúng ta đừng có sợ, cho dù phải chết thì cũng đừng có sợ. Đúng vậy thôi, đừng có sợ gì hết á, và hãy vui mừng lên, vì Ngài đang trả thù và sẽ trả thù cho chúng ta, đúng không? Và cũng sẽ bồi thường những gì mà chúng ta đã mất đi, đúng không? Cho nên không có cái gì là phải sợ hết á. Bọn họ nên sợ là đúng rồi đó, chứ sao nữa? Vì những cái tội lỗi của bọn họ đã làm trong thời gian qua với chúng ta, với những quý vị Do Thái, con cái của Do Thái, bộ bọn họ tưởng là họ có thể thoát được cái tội của mình à, sau khi đã vi phạm tội với đã có lỗi với những con cái của Ngài à. Chắc cái bọn đó bị bệnh tâm thần hết rồi, họ tưởng là họ có thể thoát tội à. Biết ngày xưa những cái đất nước Hồi giáo không, châu Âu không, biết hoặc châu Phi không, vì sao những cái chuyện đã xảy ra với họ không? Thì cũng vì cái lý do đó, vì những cái hành vi, cái cách cư xử với những quý vị 12 sắc tộc Do Thái đó, những quý tộc Do Thái đó, đúng không? Tại vì nhiều quý vị vẫn chưa biết sự thật thôi, cho nên như vậy thôi. Khi nào quý vị đã hiểu rồi á, thì quý vị mới biết sự thật, thì nó mới có cái sự hợp lý. Còn không thì quý vị kiểu là quý vị không hiểu mình đang nói gì, đúng không? Nghe nó lạ, đúng không? Cái sự thật từ trước đến giờ đều nói như vậy mà. Còn những cái điều giả dối thì nó đâu có lạ, đúng không? Người ta mới nói là sự thật nghe nó lạ, đúng không? Vậy nhá. Rồi hôm nay có dịp xuống đây rồi, cái khu người Kinh sống xuống sống rồi mua những cái nói chung là hôm nay đi chợ luôn. Rồi những dịp ngồi đây uống cà phê rồi tâm sự với quý vị, rồi trước khi đi về thì sẽ mua chút đồ, rồi cũng lâu rồi không có nấu ăn ở nhà,
em cũng muốn nấu chút đồ ăn vậy nha. Rồi tôi kính chào quý vị dân tộc quý mến của tôi. Rồi đừng có sợ, cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa thôi, đúng không? Và hãy bỏ hết những cái chuyện tào lao của bọn họ, biết không? Những cái điều tội lỗi của bọn họ, biết không? Và hãy bắt đầu làm theo, nghe theo, đúng không? Thực hiện những gì mà Giảng Hè đã nói trong sách Kinh Thánh của chúng ta, biết không? Đặc biệt là cái luật lệ, ví dụ là 10 cái lĩnh đó, hoặc là cái điều răn đó, như bọn họ nói đó, đúng không? Vậy nha. Rồi xin chào, chúc một ngày tuyệt vời ha.